Hello, xin chào tất cả anh chị, chào mừng anh chị trở lại với kênh ITP Club Channel. Tôi là Nhất Ishimoku. Trong cái video này thì Nhất sẽ phân tích kỹ hơn về một số cổ phiếu FLC, ROS, KRS và HQC trong cái video này để cho anh chị có thể là nắm bắt được những cái hướng đi của những cái cổ phiếu này trong cái thời gian tới. Thì đối với cổ phiếu FLC thì trong những cái thời gian gần đây Nhất cũng phân tích tương đối kỹ cho anh chị rồi về cái điểm mua đối với FLC ở những cái cây nến như thế này, đúng không ạ? Cây nến này và xuyên suốt ở những cây nến như ở đây quanh cái vùng hỗ trợ như này, Nhất cũng vẽ ra cái đối với kịch bản của FLC đi trong thời gian tới thì đúng như đến gần đến cái vùng hỗ trợ này và bắt đầu đến cái mũi tên này nó bắt đầu có cái sự bật tăng rồi, tương đối là tích cực theo cái kịch bản mà Nhất đã chia sẻ cho anh chị ở trong những cái buổi live stream trước rồi, đúng không ạ? Vậy thì FLC trong thời gian tới cái khả năng đi đứng của nó như thế nào? Thì trong cái video này thì Nhất cũng chia sẻ về những cái góc nhìn của FLC tăng giảm trong thời gian tới để cho anh chị có thể là tham khảo xác định những cái vùng mua, vùng bán. Vùng mua thì đã xác định cho anh chị rồi, còn nó vùng bán đối với FLC thì FLC ở một cái vùng bên dưới đi lên, một cái kênh bên dưới đi lên thì để mà câu chuyện FLC đi lên mạnh thì thời điểm hiện tại là nó đang có một cái nhịp tăng tương đối là tích cực. Vậy nó tăng đến đâu? Thì đây anh chị thấy là có một cái vùng cản tại vùng 112.3 anh chị nhá, 12.3, 12.4 này. Đây cũng là cái vùng giá trung bình của anh chị em nhà đầu tư trung hạn khi mà anh chị mua ở những cái vùng tích lũy đỉnh như này. Cho nên là khi mà tiến đến 12.3 thì sẽ có một cái lượng cung test ra được cái vùng này đối với những anh chị em nhà đầu tư kẹp hàng đối với FLC ở trong những nhịp trước đó. Những cái nhịp bắt đáy những cái vùng này này, đó, ở những cái vùng này, và đối với những anh chị mà cố thủ đối với FLC tại cái vùng này, những cái khối lượng tương đối lớn, cho nên là đối với cái nhịp tăng lên thì nó sẽ có phải nó khả năng nó sẽ phải hấp thụ những cái lượng hàng ở quanh cái vùng 12.3 như chị nhá. Cho nên là đây cũng là cái vùng target ở trong ngắn hạn đối với cổ phiếu FLC, đối với cái nhịp tăng trần như phiên ngày hôm nay anh chị nhá. Đó, thì đối với anh chị mà lướt lát trong ngắn hạn thì anh chị có thể ra vùng 12.3 đó, cho nó an toàn. Cơ hội tăng thì cũng có nhưng mà nó thấp, cho nên là để một câu chuyện anh chị chủ động ra một vùng này nó rất là thuận lợi. Nếu giả sử kịch bản điều chỉnh thì cái đó anh chị có thể là xem xét mua lại sau ở loanh quanh những cái vùng giá như 11.5 chẳng hạn đó, nó về đây này, xong nó có nguy cơ tích lũy và điều chỉnh, tích lũy để hấp thụ những lượng hàng ở bên trên này thì khi đó FLC mới tăng được anh chị nha. Một kênh dưới đi lên nó sẽ khả năng gặp những cái vùng cản như thế này để nó sẽ phải tích lũy trở lại nhé. Đó là về cổ phiếu FLC này. Target anh chị chốt ở trong ngắn hạn là 12.3, thì cái điểm vào thì Nhất cũng đã chia sẻ với anh chị rồi, thì sau khi nó diễn biến quanh cái vùng này như thế nào thì lúc đó thì Nhất sẽ làm những cái video để hỗ trợ anh chị thêm hoặc là trên những buổi live stream anh chị nhé. Rồi, đó là về cổ phiếu FLC. Cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu ROS. Cổ phiếu ROS cũng là một cổ phiếu ở kênh dưới đi lên và thời điểm hiện tại nó đang gặp những cái vùng kháng cự rồi, đúng không? Khả năng phiên ngày mai nó gặp một cái vùng kháng cự ở phía bên trên này, đâu đó là vùng quanh cái vùng 5.8 và 5.9 nha chị nha, 5.8 là 5.9 này. Đây cũng là cái target ở trong ngắn hạn của ROS. Đến thời điểm hiện tại là anh chị mua ROS thì cái cơ hội ăn ở cái vùng này nó cũng tương đối thấp này chị nhá. Nếu mà anh chị, nếu hôm nay là phiên trần mà mai về đến 5.9 mà anh chị mua thì cái khả năng rủi ro nó cao hơn. Anh chị mua là anh chị phải mua ở những cái phiên này, phiên bên dưới này, thì bây giờ thời điểm nó đã qua rồi mà anh chị nhảy vào từ cái nhịp này thì coi chừng rủi ro nó sẽ không kịp về T3 cho anh chị. Đây là những cái vùng giá trung bình của anh chị em nhà đầu tư bắt đáy phía trước này, những cái khối lượng cũng tương đối lớn, cho nên là khi nó tiến lên cái vùng 5.9 5.8, 5.9 này nó có nguy cơ điều chỉnh anh chị nha. Nếu giả sử anh chị nào mà đã bắt ở cái nhịp này hoặc là bắt ở cái nhịp này thì tương đối tốt rồi, thì anh chị nên canh thoát ra ở cái vùng 5.8, 5.9 ở trong ngắn hạn anh chị nha. Bởi vì lên đến cái vùng này khả năng nó sẽ tích lũy hấp thụ những cái lượng hàng bắt đáy nhịp trước đó. Đây là những vùng giá trung bình mà họ mua, trung bình giá họ mua gia tăng chẳng hạn đó. Cho nên là anh chị nên đến cái vùng này, anh chị có lợi nhuận rồi anh chị nên thoát ra. Và khi mà nó đã diễn biến như cái phiên ngày hôm nay tăng trần tương đối mạnh thì anh chị không nên mua đuổi nữa. Bởi vì kể kịch bản mà về T3 anh chị tương đối rủi ro ở những cái vùng như là 5.8, 5.9 anh chị nha. Rồi, đối với cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu KLF này.
KLF cũng vậy nhá, anh chị đã quá điểm mua rồi, cái điểm mua của KLF đó là cái điểm này, và thời điểm hiện tại là KLF phiên tăng trần ngày hôm nay nó đã đến một cái nền tích lũy trước đó, cho nên là trần phiên ngày hôm nay khả năng cao nhất trong nhịp T cộng tới, có thể là nhịp ngày mai nó sẽ gặp những cái vùng cản này, là cái vùng kháng cự của KLF tại cái vùng này. Cho nên là đối với phiên này thì anh chị không nên mua đuổi nữa, không nên mua đuổi đối với KLF anh chị nha. Đó, thì khả năng nó bật tăng đến cái vùng này thôi, nó sẽ phải tích lũy trở lại, khả năng nó tích lũy trở lại để hấp thụ những cái nguồn cung ở đây tiếp ra này. Đó, cho nên là anh chị mà mua đuổi ở những nhịp này đối với KLF là tương đối là rủi ro. Đó, đối với cái vị thế mua. Còn đối với anh chị vị thế đang cầm hàng đối với KLF ở những vùng dưới như này thì với góc nhìn của Nhất, anh chị nên chốt quanh cái vùng giá 5.4 này. Nếu giả sử mai nó tăng 5.4 5.45 là anh chị cũng lên thoát ra. Một phiên trần nữa là anh chị cũng lên thoát ra. Để bảo toàn lợi nhuận nha anh chị nhá. Đó, đấy, đó là đối với anh chị mà cầm hàng. Còn đâu đó anh chị chưa kịp mua thì anh chị cứ bình tĩnh thôi, xem nó phản ứng ở những cái vùng này như thế nào. Bởi vì ở cái vùng này thì khả năng KLF có cái sự tích lũy đi ngang quanh cái vùng 5.4, 5.5 này là tương đối cao. Và khi mà nó tích lũy đây thì nó sẽ có cái nguy cơ là điều chỉnh trở lại, đúng không? Lên đến cái vùng 5.4, 5.5 này, nó sẽ điều chỉnh trở lại. Đó, lúc đó cái vùng hỗ trợ nó ở đây, nó sẽ lình xình tích lũy quanh cái vùng này. Đó, đối với KLF. Cho nên là chưa vội gì mà anh chị mua đuổi ở vùng này là rất khó để xử lý nha anh chị nhá. Đó, nếu giả sử kịch bản ngày mai mà anh chị mua đuổi nữa ở cái vùng này thì nó lại một cái nhịp tích lũy rũ tương đối sâu về đến vùng này, mà mua tận 5.5 về đến cái vùng 5 chấm là anh chị mất 10% rồi, đúng không ạ? Cho nên là hạn chế mua đuổi nha anh chị nhá. Chốt thì chốt ở cái vùng này. Đó, rồi đó là về cổ phiếu KLF này, HQC này. HQC thì là một cổ phiếu là nó cũng tương đối tích cực này, đi lên gặp những cái vùng cản và tích lũy trở lại hấp thụ những cái nguồn cung ở đây. Đối với cả bốn cổ phiếu này thì cái cơ hội đối với HQC là tương đối là sáng, bởi vì nó vượt những cái vùng kháng cự rồi. Và trong cái nhịp này thì anh chị có thể mua đối với HQC được nên chị nhá, bởi vì ít ra thì nó có cái nền tích lũy để hấp thụ những cái nguồn cung ở những cái vùng kháng cự như này. Đó, kháng cự như này. Và phiên ngày hôm nay nó xác nhận một cái vị thế là vượt cản. Đó, HQC nha anh chị nhá. Khả năng HQC nó sẽ còn lên đến cái vùng 4.3 mà nó vượt 4.35 nữa thì khả năng HQC nó sẽ đi một cái nhịp nữa. Đấy nhá, nó vẫn tiếp tục một cái vị thế tăng. Đối với vị thế nắm giữ thì anh chị vẫn có thể nắm giữ được. Đối với vị thế mua thì đối với vị thế mua thì anh chị có thể là mua ở phiên này được. Đấy chị nhá. Đó. Ok, như vậy thì trong cái phiên ngày hôm nay những cái diễn biến của những cái cổ phiếu này nó tương đối là mạnh. Đó thì Nhất làm cái video này để phân tích kỹ hơn về những cái hướng đi trong ngắn hạn cũng như là trung hạn đối với những cổ phiếu này, để anh chị có thể làm ra vào một cách hợp lý hơn, anh chị thẳng tham khảo đối với cái kịch bản mà Nhất vừa chia sẻ. Hy vọng là cái sự chia sẻ của Nhất là hỗ trợ giúp đỡ được anh chị ra vào hợp lý trong cái thời gian tới. Và nếu như cái sự chia sẻ của Nhất là hữu ích cũng như là có giá trị dành cho anh chị thì anh chị có thể là donate mời Nhất đi cà phê, hoặc là anh chị có thể là mở tài khoản với sự hỗ trợ của em Nhất tại công ty chứng khoán VBS, công ty chứng khoán SSI anh chị nhá. Ok, cuối cùng thì chúc anh chị giao dịch thành công.